Thưa quý vị, trước 17 giờ ngày hôm nay mùng 5 tháng 10, tất cả các trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Dù điểm chuẩn đại học năm nay tăng là điều có thể đoán định, song khi mà kết quả chính thức được công bố vẫn khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh và thí sinh phải ngỡ ngàng, đặc biệt ở khối ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ và y dược. Cụ thể, trường đọc thương mại năm nay điểm chuẩn các ngành đều dao động ở mức từ 24 cho đến hơn 26, trong khi năm ngoái mức điểm chuẩn chỉ trong khoảng từ 22 đến 24. Điểm chuẩn cao nhất trường đọc thương mại năm 2019 chỉ bằng đúng ngành có điểm chuẩn thấp nhất của năm nay. Trường đọc Bách Khoa Hà Nội cũng tương tự khi mức điểm chuẩn nhiều ngành học tăng từ 2 đến 3 điểm. Điểm chuẩn ngành khoa học máy tính thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin là ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm nay với 29,04 điểm. Điểm chuẩn các ngành của trường đọc Y Hà Nội năm 2020 cũng tăng từ 2,15 đến 3,35 điểm về nguyên nhân khiến cho điểm chuẩn tăng mạnh so với năm ngoái ngoài yếu tố khách quan là điểm thi việc các trường ngày càng tuyển sinh bằng nhiều phương thức cũng là một phần nguyên nhân đầy điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tăng vọt Thưa quý vị, ngay từ tối ngày 4 tháng 10, ngay sau khi nhiều trường đại học tốt đầu công bố điểm chuẩn thì nhiều thí sinh bất ngờ trượt hết tất cả các nguyện vọng. Và thậm chí là có em có tới 27,5 cũng không trúng tuyển vì nghĩ là điểm chuẩn năm nay, không nghĩ là điểm chuẩn năm nay cao đến như vậy. Vâng ạ, và các chuyên gia giáo dục chỉ cho rằng năm nay đỗ được vào đại học không quá khó khăn nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn nguyện vọng dự phòng cho các mức điểm thấp hơn mà mình có. À, xong một phần cũng có thể là vì mức điểm cao so với năm ngoái khiến các thí sinh à, và phụ huynh rơi vào trạng thái